Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Cần thay đổi tâm lý của phụ huynh để trẻ đến trường. Trạm y tế online đầu tiên tại Hà Nội. Đảm bảo sản xuất nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết. Triệu tập mẹ cho bé 3 tuổi nghi bị bạo hành dã man ở Hà Nội để điều tra. Thưa quý vị và các bạn, thích ứng an toàn với đại dịch là điều mà xã hội đang cùng hướng đến lúc này. Một trong những điều kiện cần thiết để nhịp sống bình thường trở lại là mở cửa trường học. Nhiều phụ huynh vẫn e ngại vấn đề an toàn của con mà chấp nhận cho con ở nhà. Tuy nhiên, tại hội thảo trực tuyến mà Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế tổ chức vừa qua, nhiều chuyên gia cho rằng lựa chọn cực đoan này đã không còn phù hợp với thực tế. Đến nay, 90% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên cả nước đã được tiêm vaccine mũi 1, tỷ lệ tiêm mũi 2 ở nhóm đối tượng này là trên 70%. Miễn dịch cộng đồng đã đạt tỷ lệ lớn, vì vậy phụ huynh không nên quá lo lắng khi đưa con quay trở lại trường. Những vấn đề bệnh tật khác chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể giữ con ở nhà để cho nó an toàn. Cho nên là cha mẹ cũng sẽ phải thay đổi một chút về cái tư duy, đó là nếu chúng ta chuẩn bị tốt cho con, nếu chúng ta cũng hỗ trợ cho con những cái phương thức để con đảm bảo được cái an toàn thì đưa con đến trường nhiều khi nó lại có tốt hơn. Để trẻ em trở lại trường an toàn, người trưởng thành cũng cần có những quyết định trách nhiệm với việc tiêm vaccine. Ở trong cái gia đình của các cháu thì các ông bố bà mẹ phải hơn hết là cái người mà có thể giúp cho các cháu an toàn. Đó chính là cái vấn đề tiêm phòng đủ tất cả những người đủ điều kiện ở trong gia đình của mình để mà đảm bảo được cái miễn dịch ngay kể cả trong gia đình của mình. Và với khi các cháu đi từ ngoài trường về đến nhà thì như vậy cũng sẽ không có lây lan ra ông bà cha mẹ, những người già và những người có nguy cơ cao. Các chuyên gia đều đồng thuận rằng cần sớm mở cửa lại trường học để trẻ được phát triển bình thường, giảm thiểu các nguy cơ rối loạn tâm lý. Đối với Hà Nội, địa phương đang khá bối rối với các quyết định đóng mở trường liên tục. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ mở cửa trường cấp 3, cấp 2 sau dịp Tết Nguyên đán. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình tổ chức dạy học tại các địa phương, tính đến nay cả nước có 7 tỉnh dạy học trực tiếp cho học sinh các cấp học từ mầm non đến phổ thông. Cụ thể, 7 địa phương gồm Bắc Cạn, Cao Bằng, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Thái Bình và Hà Nam. Tại các địa phương này, dịch đang ở cấp độ 1, vùng xanh. Đối với các địa phương còn lại, 19 tỉnh thành phố dạy trực tuyến và qua truyền hình, 37 tỉnh thành phố kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. Tổng số huyện, thị xã, thành phố dạy học trực tuyến trên truyền hình là 366 trên 713, chiếm 51,3%. Tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên là địa phương có tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, chiếm hơn 96% dân số. Một số trường hợp vì sức khỏe yếu không thể đến các điểm tiêm chủng tập trung. Nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cho các đối tượng này, Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa đã tổ chức chiến dịch tiêm lưu động tại tất cả các xã phường. Gia đình ông Nguyễn Phương Viên, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, có con gái bị mắc bệnh tiểu đường nặng. Vì sợ khi tiêm vaccine COVID-19 gặp phải tai biến nên gia đình chưa đưa con đi tiêm. Sau khi được cán bộ y tế tại địa phương đến tận nhà tư vấn, khám sàng lọc, gia đình ông Viên đã đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 cho con. Việc tổ chức tiêm lưu động vaccine phòng COVID-19 do Trung tâm Y tế thành phố Tuy Hòa chủ trì, phối hợp với trạm y tế tại 16 xã phường, dự kiến có hơn 1.300 người sẽ được tiêm chủng lưu động. Bệnh nên là sợ, cũng nói đúng cũng sợ, không hiểu được cái người ta cái đồ của nó bệnh nên chết do nguy hiểm, nên không dám chết. Giờ bác sĩ tới nhà đây là cũng như giải thích cho nó rõ ràng thì cháu nó chết không có ngại gì. Đối tượng là những người mà không có đi tiêm được, nằm tại chỗ, có bệnh nên tai biến hoặc là bị tâm thần. Việc tiêm chủng vaccine COVID-19 lưu động yêu cầu nhân viên y tế phải di chuyển nhiều hơn, theo dõi người được tiêm chủng kỹ hơn và tốn nhiều thời gian. Mặc dù vậy, việc tiêm chủng vaccine vẫn phải đảm bảo các bước như khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm chủng 30 phút. Người nhà được tư vấn kỹ và thường xuyên trao đổi với nhân viên y tế về sức khỏe của người được tiêm vaccine để có hướng xử lý kịp thời những trường hợp sốc phản vệ. Đến nay thì tiêm vaccine lưu động của mình thì triển khai từ ngày 7 tháng 1 năm 2022 đến nay thì cũng hơn một tuần rồi. Thì cái số lượng đạt thì hiện nay cũng trên 50%.
thực hiện trong cái cuối tuần này thì sẽ cố gắng sẽ thành công, sẽ đạt được cái kế hoạch đề ra. Tính đến 17 giờ ngày 16 tháng 1, tỉnh Phú Yên đã có hơn 95% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đối với trẻ em, tỷ lệ được tiêm chủng đạt 98,52% dân số trong độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Số lượng ca mắc COVID-19 tại thành phố Hà Nội ngày càng cao, trong khi lực lượng y tế cơ sở mỏng dẫn đến quá tải điều trị các ca F0 tại nhà. Để giải quyết vấn đề điều trị từ xa, giảm tải cho các y bác sĩ cơ sở, mới đây phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội đã ra mắt mô hình trạm y tế online đầu tiên tại thủ đô. Hàng ngày, các y bác sĩ và cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch sử dụng mạng xã hội Facebook để truyền tải nhanh nhất thông tin y tế đến người dân thông qua fanpage trạm y tế online phường Trúc Bạch. Ngoài ra, những thắc mắc của người dân trong việc điều trị COVID-19 tại nhà cũng được các cán bộ tổng hợp hướng dẫn. Mọi người bên ở trên trạm y tế là cũng chia sẻ về các phương thuốc, rồi là các kháng sinh mình có nên dùng hay không, bởi vì thực tế là bây giờ em thấy ở trên mạng có quá nhiều là cái thuốc chống COVID rồi các thứ mà mình thì không biết như thế nào một lần. Đấy, nên là cũng may là em có trạm y tế được hỗ trợ để biết được cái loại thuốc nào tốt cho mình nhất. Trong những ngày qua, ca F0, F1 điều trị tại nhà liên tục tăng cao. Riêng phường Trúc Bạch hiện có hơn 300 ca, trong khi chỉ có 5 cán bộ y tế phường, dẫn đến việc điều trị quá tải. Hàng ngày, hàng tuần đều có tiêm chủng. Thế thì trong khi đó thì nếu như những lúc mà không có người hỗ trợ thì mình vẫn phải vừa tiêm chủng và vừa lo cái phòng dịch. Thế với khi trạm y tế online ra đời thì bọn tôi sẽ đỡ phải cái tình trạng đấy hơn. Thành viên của trạm gồm cán bộ phường, trạm y tế phường trên địa bàn, các y bác sĩ tình nguyện. Trạm y tế online cung cấp các bài luyện tập thể chất tinh thần, các hướng dẫn chăm sóc người bệnh, cũng như hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19. Để bất cứ thời điểm nào trong ngày khi người dân có cái phản hồi trên trang fanpage thì ngay lập tức sẽ có người tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và phản hồi lại. Và từ đó tạo nên một cái niềm tin cũng như là tạo nên một cái tâm lý ổn định cũng như là để có cái khả năng chiến thắng dịch bệnh. Mô hình này sẽ rút ngắn khoảng cách về không gian, thời gian giữa người dân, bệnh nhân mắc COVID-19 với cán bộ y tế, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường. Ngày 19 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, công ty BOT Trung Lương Mỹ Thuận tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và dự kiến sẽ tổ chức phục vụ không thu phí xe ô tô lưu thông trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng trong giao thương kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Sau gần 3 năm tiếp nhận điều hành, nhận được sự ủng hộ của người dân, sự quan tâm chỉ đạo của chính phủ, tỉnh Tiền Giang, các bộ ngành, tập đoàn Đèo Cả đã nỗ lực ngày đêm đưa dự án cán mốc thông xe kỹ thuật, tiếp tục kiểm soát chất lượng trong quá trình cho lưu thông trước Tết và sẽ đưa vào khai thác chính thức sau khi tổ chức hiệu chỉnh kỹ thuật, đồng thời đo lường khắc phục các rủi ro về nền đất yếu thường gặp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay dự án đã hoàn thành tuyến chính, cơ bản hoàn thành các tuyến nối. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả trong việc đưa tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận vào vận hành, góp phần giảm tải cho quốc lộ 1A, cởi nút thắt về giao thông, tạo động lực phát triển cho cả khu vực, đáp ứng kỳ vọng cho hơn 20 triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long. Ý chí của chúng ta, nguồn lực của chúng ta, quyết tâm chính trị của chúng ta thì mới thành công được, không để dài, để mãi kéo dài. Đây là sự mong mỏi của đảng bộ, chính quyền 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, của chính phủ và các cấp các ngành. Tôi một lần nữa thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước biểu dương đánh giá cao các đồng chí, đặc biệt các đồng chí đã tham gia công sức có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Xin chúc mừng các đồng chí. Theo dự kiến, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ phục vụ không thu phí từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022 nhằm giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2022. Trong thời gian tổ chức lưu thông, các lực lượng của Trung tâm điều hành cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang túc trực trên tuyến để điều tiết giao thông, xử lý khi có sự cố xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Theo đó, giao Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản theo dõi sát tình hình cung cầu lương thực thực phẩm thiết yếu trong dịp Tết để có biện pháp can thiệp kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán, đồng thời thúc đẩy sản xuất, lưu thông tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thêm vào đó, Cục Chăn nuôi đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2022, đồng thời kiểm tra các địa phương thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống đói rét cho vật nuôi vụ đông xuân 2021-2022. Những năm qua, thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên phát triển nghề làm hương bằng thuốc bắc. Trải qua nhiều thế hệ, nghề làm hương nơi đây vẫn được bảo tồn và duy trì. Làng nghề làm hương tại thôn Tiểu Quan hiện còn khoảng 10 hộ gia đình duy trì hoạt động, với thành phần là các thảo dược dùng để chữa bệnh như đinh hương, thảo quả, phôi quế, hoa ngâu. Vì vậy được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và sử dụng bởi mùi thơm đặc trưng của thuốc bắc. Theo các hộ cho biết, chủ yếu hương được tiêu thụ tại các tỉnh miền Nam và miền Trung. Hiện đang là thời điểm gần Tết Nguyên đán nên các đơn đặt hàng cũng nhiều hơn so với những ngày thường. Vì vậy sản lượng cũng tăng lên gấp đôi. Trung bình một cơ sở sản xuất mỗi ngày có thể đạt từ 14 đến 15 vạn hương nén và từ 18 đến 20 vạn hương vòng. Công an huyện Thạch Hà phối hợp với công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện tại nhà bà Lê Thị Tịnh, sinh năm 1969, trú tại thôn 17, xã Tân Lâm Hương có hành vi kinh doanh thực phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Lê Thị Tịnh không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc xuất xứ của 270kg thực phẩm động vật đang trong tình trạng biến đổi màu sắc và khai nhận số thực phẩm trên được mua từ các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và một số nơi khác của huyện Thạch Hà để cung cấp, phân phối lại cho các chợ đầu mối cũng như các quán hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm mục đích kiếm lời. Tất cả các loại thực phẩm này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy kiểm định chất lượng về an toàn thực phẩm. Hiện nay, Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, lại thêm một sự việc nghi bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội khi một cháu bé 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều dị vật trong hộp sọ. Ghi nhận của phóng viên. Một trong những sự việc nóng và thu hút được sự quan tâm của dư luận là việc một cháu bé 3 tuổi tại huyện Thạch Thất nghi bị bạo hành, xâm hại vô cùng nghiêm trọng. Cháu bé được chuyển từ bệnh viện Thạch Thất đến bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Khi vùng đầu có nhiều dị vật nghi là do đinh găm vào hộp sọ. Gia đình cháu bé chia sẻ, bố và mẹ cháu đã ly hôn. Khi cháu về ở với mẹ thì đã liên tiếp gặp những vấn đề về sức khỏe. Có lần nuốt nhầm đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu, có dị vật ở mũi. Ngay sau sự việc lần này, người nhà của cháu bé đã vô cùng bức xúc. Có một con bé nó đang đoàn hoàng tử tế như thế, mà bây giờ hết bệnh nọ đến bệnh kia mà vào viện Thạch Thất các bác sĩ bảo những cái trường hợp oái oăm mà không thể nào gặp được. Em thử hỏi anh chị là một đứa bé 3 tuổi nó bảo là con bé nó lấy nhầm cái đinh, nó tưởng là kẹo cho vào mồm mà nó nuốt vào cái, thì em thử hỏi anh chị rằng là có đứa nào nó như thế không? Mà bây giờ bắn đinh vào đầu nó đi, xong rồi bảo là nó tự chọc đinh vào đầu, đứa nào là đứa nó làm như thế? Cơ quan công an đã yêu cầu bệnh viện phối hợp để điều tra làm rõ sự việc, nên những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của cháu bé vẫn chưa thể công khai rộng rãi. Thời gian gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nếu sự việc của cháu bé 3 tuổi thực sự liên quan đến bạo hành thì cần phải xử lý nghiêm khắc, cũng như mức phạt với hành vi này cũng cần xem xét được tăng nặng. Tôi không đủ sức để tôi đọc hết cả một cái toàn bộ cái nội dung này vì nó quá dã man. Đây chỉ là một cái dịp để chúng ta nhìn lại, để chúng ta sửa chữa, chúng ta bổ sung để làm cho nó cái chế tài nó mạnh hơn. Những cái khung hình phạt đối với cái tội danh này nó rất thấp. Ví dụ như tội bạo hành người khác thì đối với trẻ em thì có thể mức cao nhất là 3 năm tù. Do đó dẫn đến cái việc mà lơn pháp luật và không có tính chất là răn đe. Theo thông tin mới nhất thì mẹ của cháu bé đã được cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ sự việc. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng đang cố gắng để giữ lại mạng sống cho cháu. Trong những ngày gần đây, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ vận chuyển pháo nổ trên địa bàn.
Theo đó, Công an huyện Đức Trọng đã liên tiếp bắt giữ 4 vụ tàng trữ vận chuyển với tổng trọng lượng pháo thu giữ gần 90kg, hầu hết được vận chuyển bằng đường bộ và các tỉnh vào địa bàn huyện, đồng thời xác lập một chuyên án đấu tranh khởi tố 6 vụ, 6 bị can, tịch thu khoảng 155kg pháo nổ. Ngoài ra còn thu giữ 31,5kg đạn, nhiều dao kiếm các loại. Công an huyện Đức Trọng cho biết dịp cuối năm, tình trạng buôn bán sử dụng pháo trái phép lại có chiều hướng gia tăng, kéo theo đó là những hệ lụy do pháo nổ gây ra. Do vậy, để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo trái phép, các đơn vị nghiệp vụ đã tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình các tuyến địa bàn, khu vực trọng điểm có dấu hiệu phức tạp về mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng pháo trái phép để đấu tranh ngăn chặn, chủ động rà soát, nắm tình hình trên mạng internet, các trang mạng xã hội, qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển pháo trái phép. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 137/2020, người dân được phép sử dụng pháo hoa và chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất và kinh doanh pháo hoa. Còn đối với các hành vi sử dụng pháo trái phép đều bị nghiêm cấm. Càng gần đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các hành vi sử dụng pháo trái phép càng có dấu hiệu gia tăng. Và để trả giá cho sự thiếu hiểu biết này, nhiều người đã không còn Tết vì phải nằm trong bệnh viện, hoặc thậm chí là trong trại giam. Thời điểm cuối năm tại các địa phương trên cả nước liên tục ghi nhận nhiều tai nạn do pháo nổ gây ra. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa thể quên được vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Đắk Lắk. Chỉ sau một tai nạn pháo nổ, từ một trụ cột kinh tế, người thanh niên này đã trở thành gánh nặng của gia đình trong sự hối hận muộn màng. Rất là hối hận, là cũng mong mọi người thì sau này có cũng đừng có mua pháo, chơi pháo, đốt pháo nữa. Hay mới đây vào giữa tháng 12, một thanh niên tại Hải Dương đã mang trên mình thương tật vĩnh viễn do sử dụng pháo nổ. Theo chẩn đoán từ Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, vết thương nhãn cầu trái, vết thương dập nát bàn tay hai bên. Không chỉ mất một cái Tết bên người thân, những thanh thiếu niên đang trong độ tuổi học tập chỉ trong giây phút sai lầm khi đốt pháo nổ đã mang trên mình thương tật nặng nề và phải cắt bỏ một phần cơ thể. Sử dụng những loại pháo nổ này không chỉ gây đau đớn cho bản thân mà còn làm đau xót những bậc cha mẹ cũng như gánh nặng cho xã hội. Sự hối hận của Phan Hữu Hoàng, 31 tuổi và Phan Văn Trụ, 28 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai là quá muộn màng. Trong quá trình vận chuyển pháo nổ trái phép đi tiêu thụ, hai đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua kiểm tra, đã thu giữ hơn 49 kg pháo nổ các loại. Đây chỉ là một trong nhiều đường dây buôn bán pháo nổ trái phép được lực lượng công an các cấp triệt phá trong thời gian qua. Chỉ vì nhất thời hám lợi, không kiểm soát được lòng tham, những thanh niên trẻ tuổi này đã phải trả giá đắt bằng thời gian dài sau song sát nhà tù. Bản án nghiêm minh cùng thương tật suốt cuộc đời là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định thực hiện các hành vi liên quan đến pháo nổ sớm từ bỏ, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Không chỉ vận chuyển và buôn bán trực tiếp, tội phạm pháo nổ này đã biết phát huy ưu thế của Internet, giao dịch gián tiếp trên không gian mạng. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận thanh thiếu niên, những đối tượng này đã thực hiện nhiều chiêu trò, trong đó có chiếm đoạt tài sản. Ngang nhiên đăng tải hình ảnh chào bán các mặt hàng pháo lậu, công khai số điện thoại, tài khoản Zalo, đăng ký kênh để được free ship. Cứ vào dịp cận Tết, chợ pháo lậu trên các nền tảng mạng xã hội lại nhộn nhịp kẻ bán người mua. Điển hình như nhóm pháo Tết 2022, chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 4.000 thành viên đang hoạt động. Các loại pháo ở đây được giao bán công khai, từ giá cả cho đến cách thức giao hàng. Tuy nhiên qua tìm hiểu, hầu hết các tài khoản bán pháo đều là tài khoản ảo, không có bất cứ thông tin cá nhân cụ thể nào. Các số điện thoại cung cấp cũng là sim giác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về lừa đảo. Những đối tượng này thường bán hàng với giá rất rẻ và đặc biệt là không giao dịch trực tiếp. Liên lạc với những số điện thoại này, phóng viên truyền hình Thông Tấn được chào mời hàng loạt loại pháo nổ với số lượng lớn. Hai loại dàn, dàn 36 800.000, dàn 49 triệu watt nhá. Lên kênh mà xem, nhiều loại, trứng to, trứng nhỏ, bi. Để sở hữu được những loại pháo này, khách hàng phải chuyển tiền đặt cọc trước thông qua hình thức thẻ cào điện thoại hoặc chuyển khoản ngân hàng. Trên 2 triệu là tôi ship bạn nhá. Còn uy tín, làm ăn an toàn, bạn cứ đặt cọc nửa ngày là có hàng. Vài phút trước vẫn tự nhận mình là người uy tín. Tuy nhiên, sau khi nhận được mã số thẻ cào, những đối tượng này ngay lập tức chặn số người mua nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục có nhiều biện pháp nhằm tăng cường xử lý các hình thức tội phạm về pháo. Người dân cần tránh xa pháo nổ, không tin vào những lời dụ dỗ của các đối tượng buôn bán pháo nổ trái phép, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.